Rồi, em chào mọi người đã quay trở lại với kênh bán hàng đồ nghề Nhật. Rồi mọi người mua hàng liên hệ số điện thoại của em 034 830 8843. Rồi, em cập nhật mấy món hàng là đã bán hay là còn ở dưới cái tiêu đề của video. Mọi người xem qua rồi mình liên hệ cho nó tiện nha. Mà có đôi khi em cập nhật cũng không có kịp hoặc là thiếu sót nên mọi người thông cảm ha. Rồi, hôm nay là cái video 89. Em giới thiệu qua mấy món đồ nghề này. À, mọi người nhớ bấm đăng ký kênh để mình nó thông báo gì cho mình mấy cái video mà em đăng lên sớm nhất ha. Để mọi người xem cho nó nhanh. Rồi. Đây là món số 1, cái kìm cắt móng tay. Đây kìm bấm móng tay của thương hiệu là Kai ha, Kai Japan. Đây nó còn như mới ha mọi người. Còn rất là đẹp. Đây là cái lò xo của nó nè, mắc ra để mình sử dụng. Bấm thử cái móng tay ha. Xài rồi mình bật nó vô. Rồi cái kềm này nó có kích thước là 12,5 cm ha. Rồi cái kìm cai cắt móng có mã là 8901, giá bán 200.000. Rồi tiếp theo là một cây cưa. Đây cây cưa của Japan. Đây là Nhật sản xuất mọi người. Cưa này 210 mm. Đây cái thương hiệu của Nhật ha. Thương hiệu này nội địa. Cái cây này lưỡi nó gần như chưa sử dụng mọi người. Gần như mới luôn. Đây. Lưỡi nó thiết kế rất là bén. Ở đây nó thiết kế để cho hót phôi ra nè. Đây nó sẽ có mấy cái răng, mặt răng là lớn hơn bình thường, lớn hơn nè, lớn hơn nè. Đó, nó có cái lỗ hót phôi ra mọi người. Cưa nó sẽ không có bị dính nhiều như là cây cưa mà nó lưỡi nó đều bon. Đây mọi người nhìn cái lưỡi nó lệch ha, có lưỡi lớn lưỡi nhỏ nè, lưỡi lớn nè, lớn nè. Đó, một cái cưa như mới của Nhật. Đây, kích thước lưỡi này là 210 mm ha mọi người. Đây 210. Còn khi gấp lại, đây tổng thể gấp lại là 24 cm. Nè, bề rộng là 5,5 cm. Rồi cái cưa của Nhật này có mã cái cưa cành bonsai, có mã 8902 ha, giá bán 500.000. Tiếp theo là một cái kìm. Cái kìm dùng để bấm mấy cái bấm lấy hạt ha, lấy nhân hạt, cái mấy cái quả như là quả điều nè, hạt điều ha, hạt điều, hạt ốc chó, hạt trái bàn gì đó. Nói chung nó có cái nhân bên trong, mình muốn lấy mấy hạt cứng, trái cứng thì mình lấy cái kìm này mình bấm. Đây cái hình nó để mọi người cũng dễ hình dung ha. Đây đó, đây là cái kìm, kìm chuyên dụng luôn đó, mới chưa sử dụng mọi người. Kìm này của Nhật ha. Đây kích thước nó là 20 cm ha.
Đây, kích thước cái lưỡi dao 3.5 cm. Rồi, cái kìm bấm bấm hạt này có mã là 8903 ha. Giá 300 ngàn. Tiếp theo là một cây IKEA góc 45 độ nữa nha mọi người. Đây, em về một cây nữa. Cây này thì cũng thường xuyên về ha mọi người. Này, IKEA của Nhật 45 độ. Rồi, cây IKEA này có mã 8904 ha, giá 150 ngàn. Rồi tiếp theo là em về hai cái đèn, cái đèn xi nhan của xe ha. Đèn xi nhan của xe hàng bãi Nhật. Đây. Hai cái cặp xi nhan, cái cặp xi nhan. Nhìn rất là đẹp. Đây. Bên trong nó có bóng nha mọi người, có bóng dây tóc. Hai cái bóng dây tóc còn nguyên ha. Đây, một dây điện ra. Nó xài một dây mát với một dây này. Đây kích thước nè mọi người. Đường kính nó là khoảng 5 cm ha. Nó dài 7.5 cm. Ốc này độ khoảng 10 mm. Rồi em bán cái cặp này là có mã là 8905 ha, giá 200 ngàn. Cặp đèn xi nhan. Cho mọi người về chế xe hay là thường chế xe máy ha. Rồi tiếp theo là hai món này mọi người, bán luôn hai món nha. Có cái bình nhỏ nhỏ này, bình nước, bán chung luôn luôn cái này nha mọi người. Tính giá thì nó rẻ, bán chung vô luôn nên bán chung không bán lẻ nha. Đây hình cái hãng con voi nè của Nhật ha. Đây, đây là nó sản xuất bên Thái Lan, sức cho thị trường Nhật ha. Bình này là dung tích nó là 350 ml nè, 0.36 lít. Đây kích thước này. Đường kính là 6 cm. Rồi dưới một cây cái này để em nướng bánh ha, nướng gì đó mọi người nè, phải ráng bánh lên ha. Đó cái dĩ ráng bánh, dĩ nướng nó bằng nhôm ha, cán này bằng inox. Rồi kích thước của cái này là 15 cm ha. Đây 13 x 15. Rồi em bán hai cái món này ha, hai món nha, không có bán rời ra luôn. Giá 300 ngàn, có mã là 8906. Rồi tiếp theo là ba cái món này nha mọi người. Đây ba món này nữa. Bán đại vô ba món luôn. Cái ổ cắm điện này nè. Nó từ cái chân vẹt nó chuyển qua cái chân tròn ha. Nó tải dòng là 6A 250V. Rồi đây là cái kìm của KTC. Kìm KTC chuyên dụng để bấm mấy cái cục cao su ha. Nhổ mấy cục cao su á, nhổ cục cao su cho cái dài dàn áo, ví dụ như là xe máy, xe mô tô, xe ô tô đồ đó, xe hơi á, nó có mấy cục cao su dính vô dàn áo mọi người, cục chống sốc á, nó nhổ bằng cái kìm này nha. Rồi đây là cái cây đập thịt nè, cái đập thịt của Nhật. Đây nhìn rất là chất, nó rất là nặng luôn. Cây này dầm thịt là hiệu quả luôn nha mọi người. Đây nó hình vuông 4.5 x 4.5 nha mọi người. Rồi em bán ba món này nha, ba món có mã là 8907 ha, giá 250 ngàn. À bán chung luôn nha, không có xé ra riêng nha mọi người. Rồi tiếp theo là một cái bộ,
Đây cái bộ đồ này nè, đó bộ đồ làm thủ công của Nhật ha, làm mấy đồ linh tinh lặt vặt ha. Ở đây nó có cái giống như keo mọi người, đây keo nè, keo dán ha, em nghĩ nó là keo dán tại vì nó nằm trong đồ này nè. Này kéo cắt giấy rồi nè, này bấm tập rồi nè, ghim bấm tập nè, còn mới tinh chưa xài luôn mọi người, mà nó không có ghim nha, mọi người mua ghim gắn vô. Rồi đây cũng băng keo, băng keo trong luôn, nguyên bộ của nó luôn, băng keo có đồ cắt luôn mọi người. Này, kéo ra đây cắt nè, này kéo ra xài nè. Đồ này nó để cắt băng keo luôn á. Rồi tới cây thước luôn, cây thước của Nhật luôn mọi người. Đây cây thước này mấy mét đây, 1 mét, thước 1 mét ha. Rồi tới con dao nữa, đây là con dao cắt giấy luôn, siêu nhỏ. Đây con dao cái giấy siêu nhỏ, thép không gỉ. Đây là cái ngăn để chứa đồ, đây cái ngăn để chứa đồ ha, chứa đồ mình làm. Rồi nó 1 món, 2 món, 3 món, 4 món, 5 món, 6 món luôn, 6 trong 1 không mọi người. Đây của Nhật. Rồi cái bộ dụng cụ này có mã là 8908 ha, giá 250.000. Tiếp thêm về một cái cảo bạc đạn của Sanki, Sanki của Nhật. Cảo này 4 inch mọi người, 4 inch là 100mm đó. Đây cảo 100mm nè, nó còn rất là đẹp luôn. Đây cái đầu, đầu ti nè, còn rất là đẹp nha. Đây kích thước sơ khởi nó như vậy nha mọi người. Chấu cũng rất đẹp luôn, cảo 2 chấu đó, 2 chấu còn rất đẹp. Đây đường kính của cái này là cỡ 16 mm ha, đường kính của cái cốt này. Rồi cái cảo này có mã là 8909 nha, giá 810.000 nha mọi người. Rồi tiếp theo là hai cái ổ khóa của Nhật. Đây một cái ổ khóa của Alpha, đây Alpha nguyên ổ bằng đồng nha mọi người. Ổ này là nó bằng đồng ha. Đây đó. Ổ này nó bằng đồng hết mọi người, thiết kế bằng đồng. Rồi cái ổ khóa số này cũng của Nhật ha mọi người, nhưng mà nó bị là nó xài rồi nên nó mất số rồi, giờ không biết số để mở. Cái này thì mọi người ra mấy ông mở ổ khóa đó, ông mở trong vòng 30 giây, nói chung mở rất nhanh đó, rất dễ đó. Rồi hai cái ổ này là có mã là 8910 nha mọi người, giá 250.000. Rồi đó cũng là món cuối cùng, em kết thúc cái video ở đây ha mọi người. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi và ủng hộ.